Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới mở đợt cao điểm dọn dẹp rào chắn công trình trên các tuyến đường nhằm tạo thuận lợi, an toàn cho việc lưu thông đi lại của người dân, góp phần giảm ủng tắc giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trong dịp đón Tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt các công trình thi công bê bối gây cản trở giao thông, ra sát tại những công trình giao thông, dự án hạ tầng kỹ thuật có sử dụng diện tích mặt đường để dựng rào chắn thi công, đảm bảo thu gọn rào chắn, tái lập mặt đường hoàn chỉnh cho người dân yên tâm đi lại trong dịp Tết. Trong dịp Tết dương lịch 2019 vừa qua, thanh tra Sở Thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra tại các công trình lớn như hầm chui An Sương quận 12, cầu vượt Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, xử phạt 10 trường hợp vi phạm rào chắn ra đường không có biển báo công trình.